Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đồng Nai ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Kính chúc quý vị có một tuần mới thật nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Trong chương trình hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 7 năm 2023 sẽ có những thông tin đáng chú ý như nỗ lực giảm lãi suất, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, nghịch lý trong tái chế nhựa tại Việt Nam, thống nhất giá khám bệnh theo yêu cầu. Tiết mục sắc màu cuộc sống tuần này mời quý khán giả cùng tìm hiểu về dàn hợp xướng cộng đồng đầu tiên của Việt Nam. Bây giờ là thông tin chi tiết. Mở đầu là các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm 4 lần các mức lãi suất điều hành với tổng mức giảm từ 0,5 đến 2% một năm, qua đó tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp hơn, từ đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh. Tính đến hết tháng 6 năm 2023, lãi suất huy động bình quân giảm từ 0,7 đến 0,8%, lãi suất cho vay bình quân đã giảm từ 1 đến 1,2%. Đến nay tín dụng nền kinh tế đạt trên 12,4 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 4,2%, tăng trưởng huy động vốn khoảng 4,16%, số tiền gửi huy động là trên 12,6 triệu tỷ đồng. Có nghĩa là huy động và cho vay ở thời điểm hiện tại tương đương, kể cả tốc độ, doanh số, số dư. Đến thời điểm hiện nay, dư địa còn rất nhiều để các ngân hàng có thể cho vay. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã ban hành thông tư 06 sửa đổi thông tư 39 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Trong đó tháo gỡ rất nhiều nội dung, đặc biệt là thông tư 06 đã bổ sung các quy định về hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử, qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng nhanh hơn, thuận lợi hơn. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,29% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, chỉ số CPI các tháng từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm trước có xu hướng giảm dần. Nguyên nhân nhờ vào điều hành giá hợp lý, nhiều mặt hàng quan trọng như xăng dầu, giao thông đã giảm giá, giúp kiềm chế mức tăng của CPI. Hơn nữa, sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ và quyết liệt của các cơ quan quản lý đã giúp thị trường tránh các đợt tăng giá sốc. Nhờ đó, chỉ số lạm phát cơ bản bình quân trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng 4,74% so với cùng kỳ năm 2022. Lạm phát tiếp tục có xu hướng giảm dần trong khi lạm phát ở nhiều nước vẫn neo ở mức cao. Do đó, Việt Nam được đánh giá không thuộc nước có lạm phát cao. Các chuyên gia và cả cơ quan quản lý đều tin tưởng lạm phát cả năm 2023 có thể đạt mục tiêu đã đề ra từ đầu năm, được kiềm cương không vượt quá mức 4,5%. Nhiều tổ chức quốc tế cũng dự báo lạm phát của Việt Nam trong năm 2023 ở mức từ 3 đến 5%. Nếu cao điểm hè các năm trước, nhiều chặng du lịch nổi tiếng cháy vé thì năm nay dù mua sát ngày, giá vẫn rất thấp. Theo các hãng hàng không, nhiều chặng bay du lịch hè nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng vẫn còn lượng lớn vé với mức giảm giá từ 10 đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức này theo các hãng hàng không và một số đại lý là thấp nhất trong 6 năm qua. Bên cạnh giảm giá mùa hè, các hãng hàng không cũng đang chủ động tung vé khuyến mãi giảm từ 15 đến 30% cho mùa thu để kích cầu. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, năm 2023, tổng diện tích vải thiều của tỉnh là 29.700 ha, tăng 1.400 ha so với năm 2022. Sản lượng ước đạt trên 180.000 tấn. Thông tin vừa cập nhật từ Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, đến nay sản lượng vải thu hoạch trên địa bàn đạt hơn 176.000 tấn, đạt 97,8% kế hoạch. Trong đó, vải chính vụ hơn 120.000 tấn, nhiều nhất tại Lục Ngạn với hơn 102.000 tấn. Tiếp sau là Lục Nam, Sơn Động, Tân Yên. Như vậy là năm nay, nông dân trồng vải thiều của Bắc Giang đã có một mùa vụ bội thu, được mùa, được giá và nỗi ám ảnh giải cứu đã không tái lập. Theo tỉnh Bắc Giang, điều này có được là nhờ trong vụ vải năm 2023, nhiều đơn vị doanh nghiệp trong nước đã tham gia thu mua trực tiếp với nông dân rồi phân phối ra thị trường với số lượng lớn. Thêm vào đó, những thuận lợi trong việc xuất khẩu vải thiều cũng là một kênh tiêu thụ quan trọng, giúp quá trình tiêu thụ mùa này được thuận lợi. Mới đây nhất, lô vải thiều Bắc Giang đầu tiên vừa được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Thái Lan và cũng đã được tập đoàn De Mon giới thiệu tới người tiêu dùng Thái Lan. Một số doanh nghiệp thép trong nước vừa thông báo giảm giá từ 50 đến 100.000 đồng một tấn đối với sản phẩm thép thành vằn, giá thép cuộn CB240 được giữ nguyên. Từ đầu năm đến nay, giá thép xây dựng trong nước ghi nhận 13 lần giảm liên tiếp, tùy thương hiệu mà tần suất điều chỉnh giá khác nhau. Hiện giá thép đã về dưới mức 14 triệu đồng một tấn. Thưa quý vị, lĩnh vực tái chế ở nước ta nói chung và tái chế nhựa nói riêng đang đứng trước rất nhiều cơ hội.
Từ đầu năm tới, những doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu bao bì, trong đó có bao bì nhựa, sẽ bắt buộc phải thực hiện tái chế một tỷ lệ nhất định bao bì của mình. Khối lượng bao bì phải tái chế sẽ không hề nhỏ và sẽ tăng dần theo lộ trình. Tuy nhiên, lĩnh vực tái chế nhựa đang đứng trước nghịch lý, đó là rác thải nhựa trong nước thì thải bỏ ra môi trường, còn nhiều doanh nghiệp lại phải nhập khẩu phế liệu nhựa để tái chế. Rác thải sinh hoạt, trong đó nhiều loại rác nhựa có giá trị tái chế cao. Vì chưa buộc phải phân loại tại nguồn, nên hàng ngày chúng được người dân vô tư thải thẳng ra môi trường. Sau đó lực lượng lao động phi chính thức như ve chai, đồng nát thu gom và được các đầu mối mua lại, rồi chuyển về các làng nghề tái chế như thế này. Số liệu thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, lượng rác thải nhựa đến năm 2022 là khoảng 3,27 triệu tấn trên một năm. Thế nhưng, lượng rác nhựa này chủ yếu đang được tái chế bởi các làng nghề, các doanh nghiệp lĩnh vực tái chế nhựa thiếu nguyên liệu. Không thu gom được, họ không có cạnh tranh được với lại cái hệ thống gọi là phi chính thức, hệ thống đồng nát bây giờ, đúng không? Khi mà các cái gọi là làng tái chế không có đầu tư cho các cái công nghệ bảo vệ môi trường, thành ra là người ta thu gom với cái giá thì cao, nhưng mà người ta sản xuất với cái giá thành thấp, người ta đã bỏ qua tất cả các cái công đoạn bảo vệ môi trường. Thì tất cả những cái đấy thì là ta thấy rằng là các cái nhà sản xuất là không thu gom được. Ngành nhựa ở các cái làng nghề, tái chế các làng nghề thì rất là lớn, gần như đến 400-500 doanh nghiệp. Tuy nhiên những doanh nghiệp này họ sẽ không được tham gia vào cái chuỗi PFS này, bởi vì là những cái nhà máy đó nó không đủ cái tiêu chuẩn về xử lý môi trường, về tái chế. Thiếu nguyên liệu, vì thế nhiều doanh nghiệp tái chế nhựa phải đi nhập khẩu. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng lượng phế liệu nhựa được cấp phép nhập khẩu vào nước ta đạt trên 3 triệu tấn một năm. Không chỉ thiếu nguồn nhựa nội sinh, các doanh nghiệp còn đối mặt với khó khăn khác. Doanh nghiệp này đang chuẩn bị về công nghệ hạ tầng để trở thành một doanh nghiệp tái chế trong danh sách được Hội đồng EPR quốc gia thẩm định phê duyệt. Nhưng ngay từ khâu hồ sơ đã gặp khó. Những hồ sơ nó quy định mang tính chất nó là hợp lệ nhưng mà không hợp lý, vì chúng tôi là không thể làm được việc đó. Bởi vì cái việc thu mua cái ngọn chai nhựa hoặc gọi là nhôm từ người dân ấy, thì thực tế là chúng ta không thể lập những bảng kê họ ký vào chi tiết đầy đủ được. Thế thì thành ra cái hồ sơ nó sẽ không đầy đủ theo đúng quy định của thuế. Mà nếu mà không đầy đủ theo đúng quy định của thuế thì chúng ta không nộp lên để hoàn thành cái bộ hồ sơ ấy được. Và chỉ có cách là những cái hộ kinh doanh họ thu mua thật sự nhưng mà hồ sơ lại làm khống. Một báo cáo của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC và Ngân hàng Thế giới đã ghi nhận Việt Nam lãng phí gần 3 tỷ đô la Mỹ vì không tái chế hết rác thải nhựa từ sinh hoạt. Ngành công nghiệp tái chế tại Việt Nam có nguồn nguyên liệu phong phú. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều các cái đoàn, các cái tập đoàn nước ngoài rất lớn họ quan tâm đến thị trường tái chế Việt Nam bởi vì có cái chính sách EPR, và các tập đoàn trong nước và nước ngoài họ đang thúc đẩy cái tìm hiểu để đầu tư vào cái tái chế. Và tôi hy vọng là với cái xu hướng này thì cái ngành công nghiệp tái chế Việt Nam sẽ phát triển. Tái chế chỉ là một khâu trong chuỗi khép kín gồm phân loại, thu gom, tái chế, tiêu thụ. Vì vậy, tiềm năng thì lớn, nhưng nếu thiếu giải pháp đồng bộ thì doanh nghiệp sẽ vẫn khó để biến rác nhựa thành tiền. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý vừa diễn ra trong tỉnh Đồng Nai. Huyện ủy Định Quán vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện khóa 13 lần thứ 13 mở rộng nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm. Đối chiếu với các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đến nay có 12 trên 45 chỉ tiêu đạt, 20 trên 45 chỉ tiêu ước đạt. Kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu có sự khởi sắc với 12 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, các chính sách an sinh xã hội khác được thực hiện kịp thời đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2023. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, giải quyết kịp thời các kiến nghị của công dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Cửu vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2023.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Vĩnh Cửu đã triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương, làm tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, mặt trận còn tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra giám sát, thực hiện 7 cuộc giám sát đối với các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện và tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Vĩnh Cửu theo quy định. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận làm rõ những kết quả đạt được cũng như phân tích nguyên nhân của những hạn chế trong công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2023. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp cách làm hay nhằm thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 2023 và Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Hôm qua, Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom đã tổ chức giải Việt dã trong công nhân viên chức lao động lần thứ 15 năm 2023. Tham gia giải có trên 1,5 ngàn vận động viên đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia. Đây cũng là năm có số lượng người tham gia đông nhất từ trước đến nay. Theo đó, các vận động viên thi chạy từ 1 km đến 3,5 km, tùy theo lứa tuổi từ 18 đến 60 tuổi. Kết quả, ban tổ chức đã trao 75 giải, gồm giải cá nhân và giải đồng đội. Giải nhất đồng đội thuộc về công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bô Sung Việt Nam và giải nhì thuộc về công ty trách nhiệm hữu hạn Dona Pacific Việt Nam. Giải Việt dã hàng năm là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần đoàn viên người lao động, qua đó giúp đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn huyện rèn luyện sức khỏe, giao lưu và giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng tại các đơn vị và nhà máy. Hôm qua tại xã Long An, huyện Long Thành, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với huyện đoàn Long Thành và Hội chữ thập đỏ từ thiện Thiện Tâm, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Đây là chuỗi hoạt động được các đơn vị đoàn trực thuộc Đoàn Công an tỉnh tổ chức nhằm chào mừng 77 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 61 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, hướng đến chào mừng 76 năm ngày thương binh liệt sĩ. Tại chương trình, khoảng 300 người dân đã được đội ngũ y bác sĩ thăm khám, tư vấn, điều trị các bệnh thường gặp, được trao tặng quà và cấp thuốc miễn phí. Song song khám chữa bệnh, đoàn viên thanh niên công an tỉnh còn tổ chức cắt tóc miễn phí phục vụ bà con. Dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng đã đến thăm tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện. Thông qua các hoạt động thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên khối lực lượng vũ trang với công tác an sinh xã hội, đồng thời là dịp bày tỏ tấm lòng tri ân trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh. Tiếp tục chiến dịch Những Giọt Máu Hồng hè 2023, mới đây Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Biên Hòa đã phối hợp với Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đợt tiếp nhận máu lần thứ 9, thu hút hơn 270 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức các phường, xã, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố cùng các thành viên câu lạc bộ hiến máu ở các chi, tổ, hội đã tham dự. Tại buổi tiếp nhận máu, các tình nguyện viên đăng ký hiến máu đã được kiểm tra sức khỏe ban đầu và kết quả đã có 250 tình nguyện viên đủ điều kiện sức khỏe hiến tặng máu với tổng lượng máu thành phố Biên Hòa tiếp nhận được là 250 đơn vị. Lượng máu này sẽ tiếp tục bổ sung vào nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện phục vụ người bệnh. Trên lĩnh vực y tế, nhiều năm nay các bệnh viện trong cả nước đã triển khai dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Tuy nhiên, mỗi bệnh viện đưa ra một giá và không có sự thống nhất do chưa có hướng dẫn cụ thể dịch vụ này. Thông tư 13 của Bộ Y tế mới ban hành đã quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện công. Trước khi quy định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới, các bệnh viện đang tiến hành rà soát để xây dựng lại giá phù hợp và đảm bảo không vượt quá khung giá của Bộ Y tế. Khoa khám bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai, hiện giá khám bệnh theo yêu cầu cao nhất được quy định là 150.000 đồng một lượt. Mức giá này thực hiện theo giá bảo hiểm y tế quy định và chỉ thu thêm một phần để chi trả tiền ngoài giờ cho bác sĩ. Từ sau dịch COVID-19, đây là cơ sở y tế tuyến cuối luôn trong tình trạng quá tải. Vừa nay khám tổng quát rồi đấy, mà hết cả hai chỗ mấy à. Cảm thấy cũng giá cũng bình thường, bình dân như ở tuyến tỉnh đấy. Tuy nhiên, với mức giá khám bệnh theo yêu cầu này, bệnh viện này khó đảm bảo thu nhập cho đội ngũ nhân lực chất lượng cao và không thể phát triển các dịch vụ chất lượng cao. Thông tư 13 được ban hành đã tạo hành lang pháp lý để bệnh viện có căn cứ và cơ sở xây dựng bảng giá phù hợp. Thông tư lần này và hết sức là mở cho các bệnh viện bởi vì là không quy định cố định cái giá như thế nào mà có một cái giải giá
để cho các bệnh viện căn cứ vào cái điều kiện của mình và căn cứ vào cái nhu cầu của người bệnh để mà xây dựng những cái giá cho phù hợp. Đây cũng là cơ sở để các bệnh viện đa khoa hạng 1 có thể áp dụng và xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng để đáp ứng theo các mức giá khác nhau. Sau khi có cái giá này thì chúng tôi tham khảo có thể sẽ phải xây dựng lại một chút, nhưng xây dựng gì thì xây dựng thì bệnh viện cũng phải tính đến là cái nhóm bệnh nhân người ta có thể vào bệnh viện. Nếu xây dựng mà giá cao quá người ta không đến thì cũng lại không có tác dụng. Giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu được xây dựng trên 6 yếu tố gồm chi phí trực tiếp, tiền lương, quản lý, đề phòng rủi ro, khấu hao tài sản và chi phí tích lũy để lại tái đầu tư. Để xây dựng khung giá này, Bộ Y tế đã khảo sát tại gần 100 bệnh viện từ trung ương đến huyện. Trước đây thì các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì xây dựng các mức giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu trên cơ sở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Hiện nay với cái thông tư này thì các cơ sở y tế có một nguồn tham khảo cụ thể để xây dựng giá khám bệnh chữa bệnh phù hợp với điều kiện của cơ sở y tế và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Với những bệnh viện đang thực hiện giá cao hơn mức quy định, tức là trên 500.000 đồng một lượt khám, Bộ Y tế yêu cầu rà soát và điều chỉnh cho phù hợp với khung giá ban hành. Đồng thời các cơ sở y tế khi ban hành giá dịch vụ theo yêu cầu cần phải đánh giá về cơ sở hạ tầng, chất lượng điều trị. Liên quan đến an ninh trật tự, thời gian qua tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các vùng nông thôn diễn ra khá phức tạp. Vẫn với những phương thức cũ, thủ đoạn cũ nhưng lại có nhiều người dân trở thành bị hại của các đối tượng phạm tội. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an đã điều tra làm rõ 710 vụ phạm pháp về trật tự xã hội. Cũng theo số liệu thống kê trên, toàn tỉnh xảy ra 408 vụ trộm cắp tài sản liên quan đến 526 đối tượng. Trong số này có rất nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở vùng nông thôn. Điều này cho thấy tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là trộm cắp tài sản tại địa bàn vùng nông thôn vẫn diễn biến phức tạp. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tại huyện Tân Phú. Từ đầu năm đến nay, địa bàn huyện Tân Phú xảy ra 45 vụ, 80 đối tượng phạm pháp hình sự, trong đó có 10 vụ, 12 đối tượng trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, bên cạnh sự chủ quan, thiếu cảnh giác của người dân trong việc tự bảo quản tài sản, thì thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trộm cắp cũng là nguyên nhân khiến tình trạng trộm cắp tài sản ở các vùng nông thôn diễn biến phức tạp như hiện nay. Mọi lúc, mọi nơi, miễn là có cơ hội, các đối tượng sẽ nhanh chóng ra tay thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Lực lượng cảnh sát hình sự của công an huyện đã chủ động nắm địa bàn và xây dựng các cái kế hoạch, các cái chương trình công tác trong năm, trong tháng, trong quý để đấu tranh và chủ động nhận diện đối với các loại, các băng, các nhóm tội phạm để phòng ngừa. Công an huyện Tân Phú mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai anh em Phan Quốc Cường sinh năm 1995 và Phan Quốc Việt sinh năm 2000, ngụ tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đây là hai bị can gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh tại Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu. Hai bị can bị công an huyện Tân Phú bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một kiosk trên địa bàn thị trấn Tân Phú. Em mượn xe đi trộm thì em có ghé mấy cái kiosk ở ngoài đường á, thì khi em trộm thì bị bắt ạ. Tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân để chủ động cái việc phòng ngừa và bảo quản các tài sản, thông báo kịp thời các cái phương thức thủ đoạn mới của các loại đối tượng này. Đồng thời nữa là tăng cường quản lý đối với các đối tượng nghiện. Bên cạnh đó là cũng đã thực hiện cái cao điểm tấn công trấn áp tội phạm xâm phạm sở hữu của công an tỉnh, thì công an huyện cũng xây dựng các cái kế hoạch và tập trung đấu tranh triệt phá các cái băng nhóm, các cái đối tượng có các hoạt động xâm phạm về tội phạm xâm phạm sở hữu, nhất là tội phạm trộm cắp trên địa bàn. Để phòng ngừa các hiệu quả đối với tình trạng trộm cắp tài sản ở địa bàn nông thôn, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự bảo vệ tài sản, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, cần có những biện pháp phù hợp để bảo vệ tài sản của chính mình. Tòa Nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã xét xử phiên sơ thẩm vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích và tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù đối với đối tượng Hồ Quang Vinh, sinh năm 1991, thường trú tại ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vĩnh Cửu, khoảng 9 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2021, Hồ Quang Vinh điều khiển xe mô tô đi ngang qua nhà chị Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh năm 1993, trước đây là vợ của Vinh nhưng đã ly hôn, ngụ ấp 5 xã Thành Phú, huyện Vĩnh Cửu, thì thấy hai con chung đang chơi ngoài đường không có người trông coi. Vinh gọi điện cho chị Thảo hỏi đi đâu mà không trông coi con, thì chị Thảo nói đi ra ngoài có việc và hẹn 5 phút sau sẽ về. Vinh theo dõi khoảng 30 phút sau mới thấy chị Thảo chạy xe mô tô về. Vinh tức giận nhặt một đoạn cây tràm khô đánh chị Thảo. Chị Thảo đưa tay trái lên đỡ bị trúng tay, gây thương tích tỷ lệ 13%. Tại phiên xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã quyết định tuyên phạt Hồ Quang Vinh 2 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích, theo điểm D khoản 2, điều 134 Bộ Luật Hình sự. Tại Việt Nam, nghệ thuật hợp xướng chủ yếu được biết đến trên các sân khấu chuyên nghiệp do các nghệ sĩ chuyên nghiệp trình diễn. Số lượng các dàn hợp xướng không chuyên không nhiều, hầu hết đều được bảo trợ bởi một tổ chức hoặc doanh nghiệp và thường chỉ tập hợp trong một thời gian nhất định để phục vụ cho một buổi biểu diễn nào đó. Khởi đầu từ giấc mơ đưa nghệ thuật hợp xướng đến gần hơn với cộng đồng, Nguyễn Hải Yến đã tạo nên một dàn hợp xướng cộng đồng đầu tiên ở Việt Nam mang tên Gió Xanh. Dùng sức mạnh âm nhạc để lan tỏa tình yêu thương và mầm thiện chính là tôn chỉ hoạt động và là yếu tố gắn kết các thành viên của Gió Xanh. Không phân biệt nghề nghiệp, giới tính, trình độ âm nhạc, họ có mặt tại đây bởi có chung một tình yêu với âm nhạc và mong ước dùng âm nhạc để mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và cho chính mình. Dàn hợp xướng phi lợi nhuận này hiện có gần 200 thành viên từ 6 đến 85 tuổi tập hát cùng nhau vào dịp cuối tuần tại Hà Nội. Tôi quyết định vào Gió sau khi xem cái đêm diễn Green Park Post. Khi nghe cái buổi biểu diễn xế xong thì mình bảo trời ơi, mình phải vào, bằng mọi giá mình phải xin vào cái hợp xướng này. Bởi vì nó quá hay và mình cảm giác như là khi đứng trong dàn hợp xướng và khi hát thì được, mình cảm giác mình được chạm tới khán giả được chạm với tới âm nhạc. Hình thành vào tháng 9 năm 2019 từ ý tưởng kết nối mọi thành viên bằng âm nhạc của chỉ huy trưởng Nguyễn Hải Yến, Gió Xanh thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật đòi hỏi chất lượng chuyên môn cao cũng như các sự kiện vì cộng đồng. Đã có hàng trăm khán giả đặc biệt đến từ các cơ sở bảo trợ xã hội đã được hòa mình vào những thanh âm mát lành từ Gió Xanh. Hàng năm chúng tôi có một cái hoạt động chung, đấy là tổ chức hòa nhạc cho người thân và bạn bè của mình đến nghe chúng tôi hát và lan tỏa cái niềm vui trong âm nhạc của chúng tôi. Thế thì giống như là nhà có việc vui thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ cái món quà âm nhạc này tới những người mà có lẽ là cũng cần âm nhạc, cần niềm vui, đó là các em ở trung tâm bảo trợ xã hội. Và năm nay là năm thứ 3 chúng tôi làm hòa nhạc này. Hiện các thành viên đang tích cực tập luyện để thực hiện chương trình Vòng tròn màu xanh sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 8, tại Hà Nội và Hạ Long, Quảng Ninh vào tháng 11 năm nay. Gần đến concert sắp tới vào tháng 8 nên là lịch tập sẽ dày hơn và các bạn cũng phải cố gắng. Các bạn nhỏ rất là bé, nhiều khi các bạn ấy chưa quen được với cái cường độ lịch tập, gọi rất là mệt mỏi nhưng mà lúc nào cũng rất là cố gắng. Đặc biệt là có các bố mẹ rất là giúp đỡ. Và các bà thì gần như là phải hát tiếng Anh, tiếng tất cả các loại tiếng rất là khó, nhưng mà lại có các bạn trẻ giúp đỡ các bà. Nên là Gió Xanh như là một cộng đồng cũng như vòng tròn ấy, cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau lớn lên. Trong tương lai, nữ chỉ huy dàn hợp xướng dự định sẽ tổ chức các buổi biểu diễn để gây quỹ, dành để hỗ trợ cho những ai yêu âm nhạc, có khả năng âm nhạc nhưng vì khó khăn nào đó mà chưa được sống với đam mê của mình. Mới đây, đông đảo bà con nhân dân đồng bào dân tộc Châu Mạ ở khu phố Hiệp Nghĩa, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã tưng bừng tổ chức lễ cúng Giang Co, lễ cúng thần lúa. Đây là một nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Châu Mạ nơi đây. Lễ cúng Giang Co, lễ cúng thần lúa là một trong hai lễ cúng lớn nhất của đồng bào dân tộc Châu Mạ. Lễ cúng được tổ chức hàng năm vào trung tuần của tháng 3 hoặc tháng 4 âm lịch, có ý nghĩa tạ ơn thần lúa, thần linh, phù hộ cho dân làng được mạnh khỏe, mùa màng được bội thu, thu hoạch được nhiều sản vật, phục vụ cho sinh hoạt đời sống của dân làng. Ở
thồng lúa, thồng linh, hãy về ăn heo, ăn gà, vịt cùng dân làng chúng tôi. Trong năm qua, thần lúa thần linh đã phù hộ cho dân làng chúng tôi khỏe mạnh, thu hoạch được nhiều mùa màng, săn bắn được nhiều thú trên rừng, nhiều cá dưới biển, nên dân làng chúng tôi tổ chức lễ tạ ơn thần lúa. Thần linh chúng tôi lại thần lúa, thần linh đã cho dân làng chúng tôi được mùa vừa qua, năm nay chúng tôi cúng heo, gà cho thần lúa. Thần linh mong cho lúa ăn đừng hết, bắt được nhiều cá, nhiều thú trên rừng. Tới năm sau làm nữa thì có nữa, đừng làm cho chúng tôi đói. Chúng tôi làm ruộng có cơm ăn, cầu xin chúc đến họa trừ cho mọi người. Chúng tôi mời thần lúa thần linh ăn con heo, ăn gà uống rau cần, ăn cơm nếp. Chúng tôi cùng thần lúa thần linh heo gà xin cho mùa gió, xin cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cho dân làng chúng tôi sức khỏe ấm no. Ngay sau lễ cúng tạ ơn thần lúa, bà con nhân dân đã cùng nhau nhảy múa theo điệu cồng chiêng quanh cây nêu được đặt giữa sân nhà văn hóa cộng đồng Châu Mạ, khu phố Hiệp Nghĩa và cùng thưởng thức các món ăn bên chén rượu cần. Thông qua lễ cúng gian co nhằm tái hiện nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc Châu Mạ, đồng thời truyền dạy cho con cháu đời sau những lễ nghi truyền thống của dân tộc mình. Đây là một hoạt động tạo niềm phấn khởi cho đồng bào dân tộc nhớ về cội nguồn truyền thống của tổ tiên. Như thường lệ, trước khi kết thúc chương trình Đồng Nai Ngày Mới sáng thứ hai đầu tuần, mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong tuần từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 năm 2023. Thứ hai, ngày 10 tháng 7, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Biên Hòa lần thứ 13. Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2023. Họp phiên thứ 8, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh. Thứ ba, ngày 11 tháng 7, hội nghị triển khai đề án xây dựng trụ sở làm việc phục vụ công tác cho công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và sơ kết công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2023, dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, trao giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp, đi kiểm tra thực tế quy chế dân chủ cơ sở, đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án công trình trọng điểm. Thứ tư, ngày 12 tháng 7, hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp các tỉnh thành phía Nam với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự hội nghị giao ban khối khoa giáo văn xã nghe báo cáo các nội dung liên quan khu công nghiệp Hố Đai, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy huyện Xuân Lộc về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện giữa nhiệm kỳ, đi kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới tại thành phố Biên Hòa. Thứ năm, ngày 13 tháng 7 và thứ sáu, ngày 14 tháng 7, họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 12.